Xin chào tất cả bạn đọc của Thái Hà Books. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cuốn sách thuộc tủ sách cha mẹ có tiêu đề Không hoảng loạn khi con kết bạn. Với Không hoảng loạn khi con kết bạn, tác giả nỗ lực đưa các bạn vào thế giới xã hội phức tạp của con trẻ mà các nhà nghiên cứu như William Patrick, John Cade và Kenneth Dodge đã tiến hành nhiều nghiên cứu. Trong hành trình này, vốn hiểu biết và những quan sát của tác giả tại lớp học cộng với kinh nghiệm làm cha của chính tác giả sẽ giúp bạn bước vào cuộc sống của trẻ. Tác giả sẽ đưa chúng ta du hành trên đại lộ của tình yêu thương và những con đường vòng của tình bạn thân hữu. Từ đó, thấu hiểu các trẻ kết bạn và đời sống xã hội của con trẻ. Người đọc sẽ bắt đầu lộ trình bằng bữa tiệc sinh nhật của chính con gái của tác giả và cùng quan sát sự căng thẳng giữa những cô bé 12 tuổi từ quan điểm của một bậc phụ huynh. Từ đó, người đọc cũng nhận thức được rằng gia đình là rất quan trọng. Tình bạn với bố mẹ, sự tin tưởng của người thân trong gia đình với nhau sẽ là nền tảng cho con trẻ có bản lĩnh kết bạn sau này. Sau đó, người đọc sẽ đến các trung tâm chăm sóc và trường học để quan sát trẻ 4, 5, 6 tuổi tạm biệt cha mẹ, chơi đùa cùng với bạn bè, tìm kiếm bạn bè và quý mến nhau bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Bắt đầu vào cấp 1, trẻ bắt đầu có thể có bạn thân. Sau đó, tác giả sẽ tiếp tục đưa độc giả đến với việc kết bạn và chơi trong nhóm của trẻ học cấp 2 và cấp 3, nơi mà nhóm có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và suy nghĩ của trẻ. Và cuối cùng là bước chuyển quan trọng về tâm sinh lý, từ giai đoạn né tránh bạn khác giới sang giai đoạn hẹn hò. Ngoài việc cho người đọc cái nhìn tổng thể về đời sống xã hội của trẻ từ khi 4 đến 18 tuổi, cuốn sách cũng cung cấp cho các thầy cô giáo và phụ huynh chiến lược thực tế nhằm đối mặt với những mâu thuẫn trong đời sống xã hội của trẻ. Hai chương cuối sẽ đưa ra những gợi ý cụ thể giúp các nhà giáo dục và cha mẹ tạo dựng môi trường học tập hài hòa hơn, đồng thời giúp trẻ tạo dựng tình bạn tại nhà và bạn bè ở hàng xóm láng giềng. Nếu bạn là giáo viên, bạn nên đọc cuốn sách này để biết liệu trong lớp bạn có đang xảy ra tình huống hung bạo bất thường hoặc nguy hiểm nào hay không, hay liệu bạn có phải cần can thiệp khi có một học sinh bị bạn bè xa lánh hay không. Nếu là cha, là mẹ, bạn cũng càng nên đọc cuốn sách này để biết câu trả lời cho câu hỏi mà ngày nào chúng ta cũng hỏi. Con mình liệu có ổn không? Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết liệu con bạn có ổn không khi phải tương tác với xã hội. Hay là cô bé, cậu bé ấy đang gặp rủi ro và cần được sự hỗ trợ thêm. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đến với trích đoạn trong cuốn sách. Chương 8, quy luật của trò chơi giới tính, sinh học và tình bạn. Và chương 9, từ giai đoạn né tránh bạn khác giới sang giai đoạn hẹn hò. Chương 8. Quy luật của trò chơi giới tính, sinh học và tình bạn. Cách đây vài năm, Will, con trai tôi, học lớp 1 và về nhà với nét mặt ủ ê. Will à, chuyện gì vậy con? Tôi hỏi. Con không thể chơi với các bạn gái nữa, thằng bé nói. Tại sao? Tôi hỏi. Ethan bảo thế. Có phải mỗi bạn ấy nói thế không con? Không đâu, Jimmy cũng bảo thế mà. Thế là con không chơi với các bạn gái nữa à? Tôi hỏi và chợt cảm thấy tiếc những người bạn tốt nhưng khác giới của Will. Không, không bao giờ ạ. Không bao giờ sao? Will im lặng. Con có thể chơi với các bạn gái nếu Ethan và Jimmy nghỉ ốm, Will nói. Câu chuyện nho nhỏ này cho thấy khoảnh khắc sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tất cả các trẻ. Ngay từ khi học tiểu học, trẻ đã phát hiện ra quy tắc ứng xử dành cho giới tính. Các quy tắc này sẽ chi phối nghiêm ngặt cách cư xử của bạn với những người bạn khác giới. Vi phạm quy tắc này sẽ khiến bạn bị cười chê, bị xa lánh, bị nói xấu và nhiều hình phạt khác. Một trong các quy tắc nhất quán nhất và mạnh mẽ nhất về giới là dành phần lớn thời gian và sức lực cho các nhóm đơn giới. Sự phân chia thành hai nhóm giới tính bắt đầu từ khi trẻ học mẫu giáo và kéo dài tối thiểu đến khi trẻ bắt đầu bước vào thời niên thiếu. Đương nhiên là sự tách bạch này cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như khi trẻ tham gia trò bạn nam đuổi bắt bạn nữ, khi trẻ mến nhau, trêu nhau và tình bạn đặc biệt vượt qua các quy tắc về giới tính.
nhưng sự tách biệt về giới là thực tế trong đời sống của hầu hết các trẻ. Sự tách biệt về giới và xu hướng né tránh bạn khác giới. Trong cuốn sách Hai giới tính, sinh trưởng khác biệt, tác giả nhà tâm lý học Eleanor E. McCobie đã tìm hiểu về đời sống nhóm của trẻ. Tác giả quan sát được rằng xu hướng trẻ có sự phân chia theo giới và chơi đùa hòa hợp hơn với các bạn cùng giới xảy ra ở mọi nền văn hóa, từ các quốc gia chưa phát triển đến các quốc gia phát triển. Trên khắp hành tinh này, dù mới lên 3 tuổi, nhưng trẻ nhỏ đã có xu hướng tìm bạn chơi cùng giới. Và xu hướng này được củng cố vững chắc hơn khi trẻ lớn lên, đặc biệt là khi trẻ học trung học cơ sở. Ngoài việc chơi đùa riêng rẽ, các bé trai và bé gái cũng có những trò chơi khác nhau. Bé gái thường dành nhiều thời gian hơn để phát triển mối quan hệ và sự thân mật. Trong khi đó, bé trai lại hướng cho mình cơ hội gặt hái thành công về mặt thể chất, các môn thể dục thể thao và các nhiệm vụ liên quan đến công cụ. Ví dụ như xây lắp món đồ nào đó. Đúng như Larry Cohen đã từng nói trong cuốn sách, nuôi con rất thú vị. Các bé trai chơi đùa huyên náo, còn các bé gái chơi đùa nhỏ nhẹ. McCobe đã kết luận rằng sự khác biệt giới về hành vi không đáng kể, nhưng lại ngày càng to lớn vì các bé trai và các bé gái tự phân tách thành các nhóm riêng rẽ. Nói cách khác, đó là sự tác động theo hình xoắn chồn ốc. Việc chơi tách biệt làm gia tăng sự khác biệt về giới, còn sự khác biệt về giới lại làm gia tăng sự phân chia nhóm theo giới. Trong suốt quá trình này, giới kia luôn bị coi là khác biệt, thậm chí thấp kém. Chúng ta có thể gọi đây là né tránh bạn khác giới. Tôi từng được mời đến một trường học ở Washington DC để giúp các thầy cô tìm cách tạo sự kết nối trở lại giữa các học sinh nam và học sinh nữ lớp 4. Hai nhóm này ngày càng xa cách nhau. Xung đột giữa đôi bên khiến các thầy cô lúng túng và buồn lòng bởi các thầy cô luôn hướng tới sự công bằng về giới. Họ muốn các học sinh thấu hiểu và công nhận nhau, nhưng đám trẻ lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Chúng tôi ngồi vòng tròn trên tấm thảm trải sàn lớp và các học sinh được xếp ngồi theo trật tự nam, nữ do cô giáo chỉ định để tạo điều kiện thuận lợi cho buổi trò chuyện. Tôi hỏi vì sao các trẻ lại phân chia theo giới một cách rõ rệt như vậy. Một cô bé nhỏ xíu đang ra sức ngồi cho thật thẳng để không chạm vào hai người bạn nam to lớn ngồi hai bên cạnh đã nói hết sức thản nhiên. Bọn con phát hiện ra là các bạn nam né tránh tụi con ạ. Các cô bé khác cũng hồ hởi tán thành. Con gái cũng né tránh con trai mà. Các cậu bé cũng hét lên, nhất quyết không để bị lấn lướt. Sau khi phát hiện quan trọng này được đưa ra, nó trở thành phương thức bắt buộc sự phân chia theo giới tính và khẳng định sự ưu việt của một giới. Khi đó, giới tính trở thành đội nhà đầu tiên của trẻ để trẻ gieo hò cổ vũ. Và đương nhiên, giới kia trở thành mục tiêu phù hợp để xúc phạm, châm chọc. Từ đó, một số thủ lĩnh nhóm có xu hướng ganh đua ít nhiều, trong khi những người khác, ví dụ như Will, phải được đưa vào trật tự. Nếu được đề nghị giải thích bản chất của xu hướng né tránh bạn khác giới, trẻ thường mô tả sự khác biệt giữa con trai và con gái khi chơi đùa, tương tác và hành xử. Bé trai và bé gái có những khác biệt trong quan hệ xã hội. Khi các bé trai mâu thuẫn với nhau, chúng thường nhanh chóng tìm giải pháp. Khi các bé gái bất đồng quan điểm, chúng thường cố gắng thỏa hiệp. Người lớn thường đánh giá thấp mức độ của việc phân chia theo giới, bởi vì trường học và các bối cảnh khác buộc trẻ phải chơi chung với nhau. Nhưng đôi khi, ngay cả trong bối cảnh có cả nam lẫn nữ, trẻ vẫn cùng lúc tổ chức các trò chơi khác nhau. Một trò cho con gái và một trò cho con trai. Larry quan sát một nhóm gồm các học sinh nam và nữ lớp 3 cùng chơi bắt bóng. Và anh nhận thấy các học sinh nam chơi theo đúng phong cách, mạnh ai nấy chơi. Còn các học sinh nữ thiết lập đồng minh và chơi theo nhóm. Khi các học sinh nữ không còn trên sân, một học sinh nam đưa ra quy tắc không chơi theo nhóm. Khi đến lượt các học sinh nữ vào sân, họ tôn trọng luật chơi cho đến khi đám con trai rời sân. Sau đó, các học sinh này tiếp tục tạo nhóm để chơi. Trong khi chơi, một học sinh nữ hành xử kiểu con gái khi hất tóc sang hai bên, cười khúc khích và giả vờ không bắt được bóng. Rõ ràng, cô bé đang chơi một trò chơi khác.
Nhưng ở giai đoạn phát triển này, các cậu bé không nhận ra điều ấy. Chúng quan tâm nhiều hơn đến trò chơi bắt bóng. Việc này nghe có quen quen không nhỉ? Người ta vẫn nói rằng, so với con gái, con trai hung hăng và bạo lực hơn khi tương tác với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về mức độ hung hăng giữa hai giới không rõ ràng như chúng ta vốn tin tưởng. Sự khác biệt đó được thể hiện ở hành vi cũng như ở cách định nghĩa thế nào là hung hăng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, các bé gái cũng hung hăng nếu chúng ta hiểu rằng hung hăng bao gồm sử dụng ngôn từ khắc nghiệt hoặc đối xử âm thầm cũng như sử dụng hành vi thô bạo. Các nhà khoa học xã hội gọi đó là sự hung hăng liên quan và tin rằng nó gây tổn thương lớn cho nạn nhân, tương đương như những cú đánh vào thân thể, thậm chí lâu dài hơn. Rất nhiều thầy cô và phụ huynh buồn lòng trước thực tế là các động lực về giới tại trường học hầu như không khác mấy so với 40 năm về trước, khi họ hãy còn là các cô bé cậu bé học sinh. Đội trưởng đội bóng vẫn tham gia buổi khiêu vũ của trường với trưởng nhóm hoạt náo viên. Các cô gái vẫn quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn bài tập về nhà, trong khi các cậu bé vẫn oai vệ bước đi và nỗ lực ra vẻ mình hơn bạn khi bạo dạn và có vẻ phản xã hội nhằm gây ấn tượng với bạn gái. Không lẽ nào mọi việc không hề thay đổi trong suốt 40 năm qua ư? 4.000 năm nữa thì sao? Sự hòa nhập xã hội của trẻ vào các hành vi tiêu biểu về giới chắc chắn cũng phù hợp với quá khứ săn bắt, hái lượm của loài người, tức là từ rất rất lâu trước khi có trường học hoặc sân chơi. Hầu hết các công việc ngày nay không liên quan đến kỹ năng đàn ông đi săn bắt, còn đàn bà hái lượm. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận sự việc theo cách khác, rằng các bé trai và bé gái có xu hướng chơi đùa và áp dụng các tiêu chí nhằm quyết định sự yêu mến của đám đông, thì chúng ta sẽ nhận thấy tàn dư của kỷ nguyên xa xưa vẫn còn sót lại. Để biết con trai hoặc con gái nghĩa là như thế nào, con không chỉ nhìn vào tấm gương là bạn, mà còn phải nhìn vào tấm gương lớn hơn, nền văn hóa, đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa. Bước vào những năm tháng ấu thơ đầu đời, trẻ phải dành phần lớn thời gian ở bên cạnh bạn bè cùng giới. Khi ở trong các nhóm đơn giới, trẻ học được các quy tắc dành riêng cho con trai và dành riêng cho con gái. Trẻ cũng sẽ gây dựng các thứ bậc, vị trí và nghênh chiến trước các cuộc chiến dành sự yêu mến của mọi người. Trẻ sẽ kết hợp thành một khối đoàn kết để tìm ra thủ lĩnh, quyết định hành vi phù hợp với xã hội và thực hành các hành vi đặc trưng của giới. Nhằm đảm bảo không có sự nhầm lẫn, trẻ phóng đại sự khác biệt và tẩy chay những ai dám làm lu mờ làn danh kia. Các nam, nữ thủ lĩnh và bản chất của sự nổi tiếng. Các nam sinh quyền lực được yêu mến, giống như những cậu bé mà Wim cảm thấy phải lắng nghe khi nói đến việc giữ khoảng cách với các bạn gái, thường có hình thể vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Các nữ sinh quyền lực được yêu mến thường là những cô gái nữ tính nhất. Tương tự như vậy, những đứa trẻ ít được yêu mến nhất luôn đi chệch hướng khỏi xu thế thần tượng mà bạn bè đồng trang lứa quan tâm đến. Ai bị châm chọc nhiều nhất ở trường học? Đó là các nam sinh năng lực kém hoặc yếu đuối, các nữ sinh không có duyên hoặc hung hăng. Mặc dù hành vi này đạt đỉnh điểm ở cấp 2, nhưng nó bắt nguồn từ sớm hơn nhiều. Cách đây vài năm, Larry hỏi hai đứa trẻ 6 tuổi, con gái anh và bạn của cô bé, xem yếu tố nào giúp một đứa trẻ được yêu mến. Emma nói, tốt bụng này, nhiều ý tưởng này, thông minh này. Peter thì nói, biết phóng tên lửa ạ. Thông qua tìm hiểu các bé mẫu giáo và học sinh tiểu học, các nhà nghiên cứu đã quan sát được rằng các cậu bé thường ra sức thiết lập khả năng thống trị của mình ngay khi gặp một cậu bé mới hoặc ngay khi bước vào một nhóm mới. Ở trường mẫu giáo, hành vi này tương ứng với hành vi giật đồ chơi của bạn để xem bạn phản ứng thế nào. Một nam sinh tiểu học chứng minh khả năng của mình bằng cách thể hiện tài năng chơi thể thao, tranh luận sôi nổi về quy tắc của các trò chơi hoặc sử dụng các ngôn từ làm bẽ mặt đối phương. Một khi nam thủ lĩnh đã được xác định, các cậu bé trong nhóm sẽ không thử thách cậu ta nữa, trừ khi chúng nhìn thấy dấu hiệu yếu kém của thủ lĩnh. Nhưng chúng sẽ tìm kiếm và nghênh chiến với nhau để chọn ra người ngồi vào vị trí thứ hai, thứ ba và nhanh chóng thiết lập thứ bậc thống trị. Nếu bạn quan sát sân chơi của trẻ trong giờ giải lao, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy các cậu bé nổi bật nhất,
to khỏe nhất chính là những thủ lĩnh. Trên sân cũng có các nàng ong chúa, những cô bé xinh xắn, quảng giao, thường có các cô bé kém tự tin hơn vây xung quanh. Các cậu bé khẳng định vị thế của mình dựa trên tiềm năng thống trị về mặt thể chất, cho dù chúng không áp dụng quyền lực. Các cô gái tập hợp quyền lực không chỉ nhờ vào vẻ duyên dáng xinh đẹp hoặc tài năng, mà còn nhờ khả năng thiết lập và quản lý mối quan hệ với mọi người. Sự kết hợp giữa các yếu tố thể chất và xã hội này bắt đầu từ khi trẻ học mẫu giáo, được gia tăng khi trẻ học tiểu học và được luật hóa một cách cứng nhắc khi trẻ lên trung học cơ sở, và sau đó bắt đầu giảm dần khi trẻ lên trung học phổ thông hoặc đại học. Công cụ của sự thống trị. Trong mỗi nhóm, hành vi chế giễu và các hành vi thống trị khác, dù hòa nhã hay không, đều được vận dụng để thiết lập và củng cố vị thế. Giữa các nhóm nam sinh và nữ sinh, chế giễu là một cách để các thành viên nhóm giao tiếp với nhau. Nhưng dù sự đối đáp là bên trong nhóm hay liên nhóm, các bé trai và các bé gái đều bị châm chọc vì chúng khác biệt, đặc biệt là khác biệt với các quy chuẩn về giới. Luôn có vô số cách để được chấp nhận trở thành con trai hoặc con gái, nhưng các hành vi tiêu biểu về giới vốn vô cùng cứng nhắc trong xã hội đã được thu hẹp thành một vài hình mẫu. Ngôn từ lăng mạ nhắm vào trẻ thu hút được nhiều quyền uy từ các hình mẫu này. Bạn hãy nghĩ đến những lời lăng mạ vốn nhắm đến các bé gái và hãy nhận thấy các phiên bản khác nhau như hợm hĩnh, trịnh thượng, ngực phẳng, béo ú, xấu xí và lẳng lơ. Những lời lăng mạ này có điểm chung thế nào? Đó là sự vi phạm đối với các hành vi hoặc diện mạo phù hợp với giới tính. Trong khi đó, ngôn từ lăng mạ bé trai có thể là éo uột, ẻo lả, bê đê, mặt búng ra sữa, mít ướt, bám váy mẹ, đần, ngơ ngơ, ngáo, say lu và trơ xương. Những lời lăng mạ như vậy nhằm phạt trẻ vì trẻ dám khác với các quy chuẩn về giới. Các bé gái phải cuốn hút và thân thiện, còn các bé trai phải cơ bắp cuồn cuộn, năng nổ và độc lập. Các nam sinh và nữ sinh cũng có áp dụng nhiều cách để chế giễu các thành viên trong nhóm. Nhóm nữ sinh thường áp dụng cách tẩy chay, hắt hủi, nói xấu sau lưng và buôn chuyện phiếm. Trong khi đó, các nam sinh thường vận dụng sức mạnh cơ bắp và ngôn từ. Sự khác biệt này đưa chúng ta quay trở lại thời kỳ săn bắt hái lượm. Khi đó, nam giới thể hiện sự ưu việt của mình trong khi săn bắn và trên chiến trường. Nữ giới thể hiện sự thống trị của mình trong thế giới của các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cậu bé xấu xa, còn các cô bé đều tốt bụng. Một giáo viên từng nói, có thể các nam sinh sẽ đấm nhau, nhưng các nữ sinh còn tàn nhẫn hơn nữa. Các nữ sinh thường nói những lời cạnh khóe với bạn bè về các nữ sinh khác. Và đương nhiên, những lời cạnh khóe đó có thể được nghe thấy nếu anh chăm chú lắng nghe. Tất nhiên là mục tiêu của những lời cạnh khóe mới là quan trọng. Các nữ sinh thống trị luôn vận dụng quyền uy một cách khéo léo. Carolee Beal đến từ trường Đại học Massachusetts quan sát thấy rằng khi một nữ sinh cấp 1 hoặc cấp 2 khó chịu với một nữ sinh khác, cô bé sẽ không nói thẳng với bạn về cảm nghĩ của mình. Thay vào đó, cô bé sẽ rỉ tai nói xấu bạn với các bạn khác. Ví dụ như, tớ nghe thấy là con bé ấy đã làm thế, mà như vậy thì thật là quá đáng lắm. Cuối cùng, những lời nói xấu cũng đến tai bạn của cô bé, nhưng các mối quan hệ không bị đổ vỡ công khai. Đây là chiến lược hữu ích vì các bé gái thường hình thành các nhóm nhỏ và có liên minh khi chúng chỉ trích và xa lánh một người bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngôn từ có thể gây tổn thương, nguy hại, y như những cú đấm, cú đá. Không chỉ có vậy, chúng còn thường để lại ảnh hưởng lâu dài hơn là cơn đau thể xác. Trong khi trị liệu, tôi thường được nghe những người phụ nữ nói về vết sẹo trong lòng vì bị nói xấu sau lưng, hơn là nghe thấy nam giới nói về những trận đòn. Những cuộc đấu tranh giành sự thống trị luôn diễn ra trong nhóm của các nữ sinh. Vì vậy, sự khác biệt sẽ kéo dài dai dẳng thay vì được giải quyết ổn thỏa một lần. Điều này giải thích lý do khiến 95% các vấn đề về sự nổi tiếng được chuyển đến ban giám hiệu nhà trường lại đều liên quan đến các nữ sinh. Việc này cũng có thể do các nữ sinh sẵn sàng trò chuyện về rắc rối của mình, trong khi các nam sinh thì không. Trên thực tế,
các nam sinh có báo cáo về những trường hợp bị trêu chọc hoặc bị bắt nạt, nhưng lại thường rút lại lời đã nói. Đó là khi nỗi buồn phiền vì bị chế giễu nhường chỗ cho nỗi lo sợ bị trả thù vì dám phá vỡ luật im lặng. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển từ hành vi chế giễu trong nội bộ nhóm sang hành vi chế giễu giữa các giới. Sự chế giễu này còn tinh vi hơn vì nó củng cố sự tách biệt về giới, đồng thời vẫn được coi là mối liên kết giữa các giới. Hành vi này kéo dài từ cấp tiểu học lên trung học cơ sở. Phía sau những cuộc chiến giành lấy sự nổi tiếng. Sự phân biệt giới tính gây rất nhiều khó khăn cho việc duy trì tình bạn khác giới ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, nếu như không nói là không thể duy trì tình bạn này. Khi con trai tôi quyết định không chơi với các bạn gái cùng trường, thằng bé đã phải khuất phục ý chí của các cậu bé có quyền lực xã hội mạnh hơn trong lớp. Thằng bé ngưỡng mộ những người bạn kia và muốn được làm đồng minh với họ. Các cậu bé này không cần phải đe dọa Quyên bằng bạo lực hoặc hành hạ thằng bé vì tội ẻo lả, éo uột. Đối với Quyên, các cậu bé kia có quyền lực hợp pháp. Đó là những con đực đầu đàn và chúng có quyền thiết lập các quy tắc. Cơ hội được gia nhập nhóm cùng chia sẻ vị thế với các cậu bé kia đã khiến Quyên sẵn sàng từ bỏ tình bạn êm đẹp với các bạn gái cùng lớp. Nhưng tình cảm của thằng bé đối với những người bạn là con gái đã khiến thằng bé khổ sở nhận ra rằng nó đang phải đánh đổi tình cảm đó để được chấp nhận vào câu lạc bộ con trai. Niềm hy vọng mong manh của thằng bé là khi không có mặt các cậu bạn kia, thằng bé có thể quay trở lại với cảm xúc thân thiết với các bạn gái. Khi con trở về nhà và tuyên bố rằng các bạn gái hoặc các bạn nam trở thành kẻ thù có thể sẽ rất hữu ích nếu bạn nhớ rằng cách ứng xử của trẻ ở trường dưới ảnh hưởng của những đứa trẻ có nhiều quyền lực xã hội có thể không phản ánh đúng cảm xúc thật sự của trẻ. Có thể trẻ sẽ nhớ mãi nỗi khổ sở do sự phân tách về cảm xúc giữa hành vi được chấp nhận trong nhóm và hành vi cá nhân ở nhà hoặc ở nhà hàng xóm. Một giáo viên lớp 1 tại một trường công lập ở ngoại ô Boston nhớ lại khoảnh khắc thời thơ ấu đau khổ của mình khi cô phải tàng lờ cậu bạn thân nhất của mình, coi cậu ta không phải là bạn bè. Hai cô bé cậu bé đó đã phải bí mật duy trì tình bạn và việc này thực sự rất khó khăn cho cả hai. Nhưng một trong những thực tế đáng an ủi nhất về nỗi đau trong đời sống xã hội của trẻ chính là nỗi đau đó sẽ dịu dần theo thời gian. Có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng phần lớn đều có tiến triển tốt. Khi đó, các phẩm chất và năng lực độc nhất vô nhị của trẻ sẽ được người khác trân trọng. Ngay cả khi các phẩm chất và năng lực này bị nhóm thống trị không thừa nhận. Các hành vi tiêu biểu về giới được thể hiện ở trường học trên khắp cả nước và trên khắp thế giới đã thực sự lỗi thời. Trong thế giới hiện đại ngày nay, các hành vi này không còn phù hợp với mục tiêu và lý tưởng của chúng ta dành cho giới trẻ. Ảnh hưởng của các hành vi này đối với sự nổi tiếng và tình bạn luôn gây khó khăn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người không phù hợp. Các hành vi như vậy cũng ngầm gây hại cho cộng đồng, ngầm hủy hoại các thành tựu đạt được bằng cách đòi hỏi quá nhiều sự quan tâm từ phía các học sinh được nhiều người yêu mến. Các học sinh này cần phải duy trì vị thế của mình và từ phía các học sinh không được nhiều người yêu mến. Các học sinh này phải nỗ lực giành được vị trí nào đó hoặc ấp ủ ưu phiền vì không đạt được mục tiêu. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Chuyên gia xã hội học Donna Eder đã nhận ra rằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với những người trở nên nổi tiếng và cần duy trì sự nổi tiếng của mình ở cấp trung học cơ sở và phổ thông. Eder và các nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra sự gia tăng hoạt động ngoại khóa ở nhà trường sẽ góp phần giảm bớt sức ảnh hưởng nguy hại của hành vi tẩy chay mà trẻ phải gánh chịu ở cấp trung học cơ sở. Một trường học ở Vermont yêu cầu học sinh tham gia làm việc trên nông trại. Đương nhiên là nông trại này nằm trong khuôn viên trường. Khi đó, cả nữ sinh và nam sinh đều có cơ hội chăm sóc gia súc, gia cầm. Tất cả học sinh đều có cơ hội phát triển thể chất bằng cách dọn sạch chuồng ngựa hoặc chuồng bò. Qua đó, đẩy xa dòng thủy triều vốn mang đặc tính đàn bà hái lượm, đàn ông săn bắn. Không ngôi trường nào hoàn toàn vượt qua được tiến trình tiến hóa về giới. Một số trường chấp nhận hiện trạng và coi đó là việc không thể tránh được, thậm chí là đáng mơ ước, bằng cách quảng bá và coi bóng đá là hoạt động cơ bản của nhà trường,
rồi chọn nữ sinh đại diện cho sự kiện của trường dựa trên diện mạo. Các trường khác cũng ra sức cấm hành vi bắt nạt, tẩy chay hoặc quấy rối tình dục và nói: các hành vi đó không được xuất hiện ở trường chúng tôi vì chúng tôi không cho phép chúng xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết các trường chỉ mới đang trong quá trình chống lại các hành vi này. Về mặt tự nhiên, rất khó có thể quay trở lại hàng nghìn năm tiến hóa. Nhưng chúng ta có thể cố gắng. Có thể trẻ sẽ cảm thấy rằng sự phân biệt giữa con trai và con gái là không thể thay đổi và tồn tại mãi mãi. Nhưng là người lớn, chúng ta biết rằng ngày đó đã đến, khi các cậu bé vốn hay bị mắng nhiếc đã bắt đầu xuất hiện đẹp hơn trong mắt các cô gái, từng nghĩ các cậu bé là ngốc nghếch và xấu tính. Và trong mắt các cậu bé cũng ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn hơn. Catherine vẫn nhớ hồi học lớp 8, khi bị các bạn nam cùng lớp chọc ghẹo. Lúc đó cô bé Catherine mới chuyển đến, trong khi các bạn trong lớp đã học cùng nhau từ hồi lớp 5. Catherine là nữ sinh duy nhất trong lớp mặc áo lót khổ rộng thay vì mặc áo ngực, và hiển nhiên là các nam sinh trong lớp nhìn thấy điều đó. Cô bé mặc quần áo và buộc tóc khác các bạn trong lớp. Cô bé không có đồng minh. Cô bé cũng không phải là ứng cử viên cho cặp đôi săn bắn, hái lượm. Thế là các nam sinh tàn nhẫn trêu chọc cô bé, công khai giả vờ muốn uệ ra mỗi khi cô bé đi ngang qua. Nhưng khi cô bé lên lớp 10, mọi việc thay đổi. Trong thế giới, ít bị áp đặt các quy tắc xã hội hơn của trường trung học phổ thông, Catherine cố gắng giành được vị trí nhất định trong câu lạc bộ nhạc kịch và một số bài thơ của cô bé đã được đăng báo. Catherine cũng buồn bã thừa nhận rằng cuối cùng cô cũng nắm rõ các quy định về trang phục. Nam sinh cầm đầu trong số các nam sinh giả vờ nôn ọe đã mời cô bé tham dự buổi khiêu vũ của khối lớp 10. Cô bé hân hoan từ chối lời mời đó, và hân hoan hơn nữa khi biết vị thế của mình đã thay đổi. Cô bé đã bước từ thế giới của những kẻ né tránh bạn khác giới sang thế giới của tình cảm lứa đôi. Chương 9. Từ giai đoạn né tránh bạn khác giới sang giai đoạn hẹn hò. Từ giai đoạn bất căng thẳng đến giai đoạn hẹn hò. Ở giai đoạn này, ranh giới giữa bạn bè, bạn thân khác giới và bạn trai hoặc bạn gái vẫn chưa rõ ràng. Con trai và con gái ở tuổi này thường hẹn hò theo nhóm. Trên thực tế, ở giai đoạn giữa của thời thanh thiếu niên, có bạn trai hoặc bạn gái có thể được coi là mở rộng phạm vi của nhóm bạn. Cả nhóm đều biết ai đi đâu với ai, ngay cả khi những người đi với nhau có mối quan hệ hết sức bình thường. Nếu một cậu con trai có vài bạn gái, nhưng rõ ràng mối quan hệ này là quan hệ nhóm thay vì là cặp đôi đích thực. Cả nhóm cùng soạn một bản nhạc và thi nhau bình luận về các nốt nhạc. Như vậy là cả nhóm cùng e dè chuyển sang hành vi yêu đương trưởng thành hơn. Và khi đó, con gái thường là người dẫn đầu. Khi ở trong nhóm của mình, con trai nói về con gái và con gái cũng nói về con trai. Nhưng các nhóm đơn giới có thể không phải là nơi tốt nhất để học kịch bản hẹn hò và chuyện tình cảm. Người ta cho rằng bạn sẽ tìm hiểu về giới kia, nhưng rất có khả năng bạn sẽ lĩnh hội thông tin không đúng. Không chỉ có vậy, bạn cũng sẽ củng cố hành vi vốn khiến con trai và con gái tách biệt với nhau. Nhà tâm lý học Eleanor McCobby nhận thấy vở kịch phân biệt giới của thời thơ ấu dẫn đến phong cách tương tác khác biệt, và phong cách này được đưa vào thời thiếu niên. Phong cách tương tác của con gái là trò chuyện, còn của con trai là dành thời gian nhiều hơn để hành động. Theo nghiên cứu này, con gái có xu hướng thích vượt quá ranh giới về giới tính trong các mối quan hệ. Cô gái sẽ nhấc điện thoại lên, gọi điện cho các cậu bé mình yêu mến. Những cuộc điện thoại này có thể khiến các chàng trai lo lắng. Một nghiên cứu mới đây của Penn State cho thấy con trai dễ bị tấn công trong các tình huống hẹn hò hơn là người ta nghĩ trước đây, vì chúng bị rơi vào mối quan hệ đó trước khi chuẩn bị sẵn sàng. Như chúng ta đã thấy, con trai có ít kỹ năng thân tình hơn trên vũ đài hẹn hò. Các chàng trai vẫn thường nói rằng chúng phải lòng đối phương nhiều hơn các bạn gái và mất nhiều thời gian hơn để hồi phục sau các trải nghiệm ngăn ngắn nhưng căng thẳng. Phải lòng đối phương trong giai đoạn này có thể mang tính gián tiếp hoàn toàn, tức là không có sự tiếp xúc về cơ thể và cũng chưa nói lời yêu thương,
nhưng cảm xúc là thật và thậm chí rất mạnh mẽ. Các cậu thiếu niên không chỉ phát triển thể chất và nhận thức sau các bạn gái, mà chúng cũng cảm thấy kém tự tin hơn với các kỹ năng mình có, vì ít được thực hành việc chia sẻ thông tin riêng tư với nhau. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều nữ sinh lớp 8 nói với tôi rằng chúng mong ngóng được lên trung học phổ thông để gặp được các chàng trai đích thực. Trong khi đó, có thể các cậu bé sẽ nhẹ nhõm hơn khi phát hiện ra rằng các cô gái sẽ thực sự lắng nghe tâm tư, nỗi lo sợ và ước mơ của chúng nếu như các cô bé không bị xem thường hoặc không bị các bạn trai trêu chọc. Ngay cả khi lên tới lớp 9, các cô gái vẫn dành rất ít thời gian cho các bạn nam cùng lớp. Có nhiều khả năng là bạn sẽ nhìn thấy các cô gái này luẩn quẩn quanh các nhóm nam sinh lớp lớn và nhờ giảng giải giúp bài tập toán về nhà. Mánh khóe cũ mềm, rồi luôn cố gắng xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, các nữ sinh lớp lớn hơn thường bắt cặp với các nam sinh lớp lớn nổi tiếng hoặc có bạn trai hơn tuổi, có thể ở trường đại học nào đó để khoe khoang. Khi không dành thời gian cho các nam sinh lớp trên, các cô gái có thể đóng vai huấn luyện viên để giúp các bạn nam cùng tuổi bước sang thế giới trưởng thành. Nếu bạn có một đứa con đang đến tuổi thiếu niên, bạn sẽ biết rằng chuyện tình cảm mến thương của trẻ thường rất nhiều, rất sâu sắc nhưng ngắn ngủi. Chuyện tình cảm của trẻ có thể đến nhanh đi nhanh, nhưng sự giao thiệp vẫn diễn ra thường xuyên. Bạn trai và bạn gái gặp nhau hoặc nói chuyện điện thoại với nhau gần như hàng ngày, và trung bình mỗi cuộc điện thoại kéo dài khoảng 60 phút. Khi các cậu bé dành nhiều thời gian hơn với các cô bé và bắt đầu có các mối quan hệ một một với nhau, mối quan hệ khác giới có thể trở thành tình bạn cùng giới. Các cô bạn gái nhắc bạn trai phải hết sức kín đáo. Các cậu bé cảm thấy thoải mái nhất trong văn hóa của con trai, nhưng văn hóa của con gái cũng có sự hấp dẫn riêng. Đúng như cậu bé Jackson, 14 tuổi nói, đi chơi với các bạn cùng giới vui hơn nhiều chú ạ. Cháu được làm mọi việc điên rồ với các bạn ấy, nhưng nói chuyện với các bạn gái trên điện thoại thú vị hơn nhiều. Chú không nói chuyện điện thoại với đám con trai được đâu. Thành thiếu niên chưa có mối quan hệ thực tế với bạn khác giới, thường dành rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ về các mối quan hệ tình cảm. Megan, một cô gái 14 tuổi xinh xắn và có phần nhút nhát, suy sụp tinh thần mất 2 ngày khi diễn viên Brad Pitt và Jennifer Aniston kết hôn. Megan đã ấp ủ tình cảm mến mộ chàng diễn viên đẹp trai từ khi cô bé học lớp 6. Đi đâu cô bé cũng mang theo ảnh của anh chàng và mường tượng mình đang có cuộc trò chuyện vui vẻ với anh ta. Cháu biết là cháu không gặp anh ấy ngoài đời được đâu, Megan nói. Nhưng việc anh ấy kết hôn nghĩa là cháu sẽ thực sự không bao giờ gặp anh ấy. Mến mộ ai đó là lành mạnh, giúp trẻ và các thanh thiếu niên được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mà không bị rơi vào tình yêu với ai đó ngoài đời thực. Đó còn là tình dục an toàn. Tình yêu thương đối với những người mà mình không thể với tới giúp trẻ tránh được những phức tạp trong quá trình hẹn hò, dù theo nhóm hay theo cặp. Mến mộ ai đó cũng giúp củng cố tình bạn cùng giới. Bạn bè, đặc biệt là con gái, dành nhiều thời giờ thảo luận về những thăng trầm trong chuyện tình cảm của nhau, ngay cả khi người được mến mộ là một người trong tưởng tượng như của Megan. Khi trò chuyện, trẻ sẽ cảm thấy an toàn để tâm tình và khám phá cảm xúc mạnh mẽ của mình. Tại sao người trẻ lại có xu hướng trải nghiệm trước nhất với chuyện tình cảm thuần túy trong tâm trí? Bởi vì tình dục và tình yêu luôn rất mãnh liệt, rất nhiều cảm xúc và rất khó hiểu. Sự mến mộ giúp đơn giản hóa việc này bằng cách tạo ra tình cảm một chiều. Phần còn lại thuộc về khả năng tưởng tượng. Cân bằng thế giới của tình yêu và tình dục. Hẳn bạn còn nhớ các nam và nữ thủ lĩnh. Thông thường các cô gái và các chàng trai nắm quyền thống trị, họ thường có xu hướng trưởng thành hơn về mặt thể chất và tình cảm, là những ứng viên được lựa chọn để bước vào tình yêu và bước vào những cuộc hẹn hò. Nghiên cứu cho rằng, trong giai đoạn đầu, các đối tác tình yêu được lựa chọn dựa trên đặc điểm kích thích hay còn gọi là bề ngoài bắt mắt. Chỉ cần hỏi một thiếu niên, cháu chọn bạn trai, bạn gái theo tiêu chí nào? Và bạn sẽ được nghe câu trả lời, anh ấy đẹp trai, cô ấy xinh xắn. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển sau đó, sở thích và giá trị chung cùng khả năng giao tiếp mới là lý do quan trọng
để trẻ lựa chọn bạn trai, bạn gái. Nhóm âm thầm lựa chọn các cặp đôi ứng viên và đẩy họ về phía nhau với vai trò trinh sát tiên phong. Đối với vai trò người đại diện, người này được nhóm cho phép thử nghiệm quan hệ tình cảm trước nhất. Họ là những người khám phá thực thụ và nhóm đã đầu tư rất nhiều vào khám phá của họ. Một diễn viên trẻ kể cho tôi nghe về việc chuyển từ giai đoạn hẹn hò và thử nghiệm tình dục sang giai đoạn yêu đương và có hành vi tình dục nghiêm túc. Học lớp 8, tôi đã có bạn gái. Cậu kể, học lớp 9, tôi có bạn gái nghiêm túc. Các học sinh lớp 9 thường làm gì nhỉ? Tôi hỏi. Cũng còn tùy. Có rất nhiều học sinh lớp 9 đợi để được hôn bạn trai hoặc bạn gái đầu tiên. Cũng có một số học sinh, ví dụ như Frank, kể là cậu ấy quan hệ tình dục từ hồi lớp 8. Có nhiều nhóm được hình thành dựa trên sự tương đồng. Những người đã từng quan hệ tình dục thường đi chung với nhau. Còn những người chưa từng được hôn thường đi chung hoặc hẹn hò với nhau. Anh có cảm thấy mình phải có nhiều kinh nghiệm hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu để trở thành thành viên nhóm không? Tôi hỏi. Khi học lớp 9, tôi đã rất tự tin. Hồi ấy tôi hẹn hò một cô gái lớp 10 và cô ấy còn nhiều kinh nghiệm hơn cả tôi. Cô ấy tự cởi áo, cô ấy tự vào phòng tôi. Có lẽ cô ấy cũng là người đầu tiên nói với tôi những lời tục tĩu. Cô ấy cũng là người đầu tiên nói với tôi về điều cô ấy muốn làm, chủ yếu là hôn hít. Cô ấy hôn ngọt lắm, cô ấy muốn ở bên cạnh tôi, một mình. Tôi tự hỏi liệu anh bạn diễn viên này có tự mình bước qua những khám phá về mặt tình dục hay anh kể chuyện này với người khác. Tôi có chị gái và tôi thường hay nói thẳng với chị. Rất nhiều trải nghiệm thú vị xuất phát từ những cuộc trò chuyện đó. Chắc chắn là tôi có đủ thông tin. Chị nói với tôi rằng chị đã quan hệ tình dục và việc đó chỉ thực sự thú vị khi quan hệ với người mà ta yêu. Lần đầu tiên tôi có cơ hội được quan hệ tình dục, đó là mùa hè sau khi tôi học xong lớp 10. Tôi đã gọi điện hỏi chị. Em phải làm gì? Chị hỏi, em có yêu cô gái đó không? Có. Thế thì đeo bao và dành cho nhau khoảng thời gian đẹp thôi. Cảm xúc tình dục và sự tò mò hiện hữu khắp hành tinh này. Và tất cả các bậc phụ huynh, dù muốn thừa nhận hay là không, đều lo lắng về những con người mà trẻ sẽ trở thành. Họ biết các con đang phải vất vả để hiểu rõ và ứng phó trước các tình huống xã hội, lẫn các tình huống giới tính phức tạp. Dù chúng ta muốn hay không, trẻ vẫn sẽ ở vào các tình huống liên quan đến áp lực nhóm, uống rượu và hút thuốc, hay thậm chí là có các mối quan hệ tình cảm chớp nhoáng mà trẻ chưa sẵn sàng phải đối mặt. Thế giới đó hoàn toàn khác biệt với thế giới mà cha mẹ kể cho trẻ nghe. Hơn nữa so với thời kỳ chúng ta còn thơ ấu, thanh thiếu niên ngày nay cũng có nhiều thời gian không bị giám sát hơn. Yếu tố sinh học cũng góp một phần quan trọng. So với thanh thiếu niên cách đây 30 năm, thanh thiếu niên thời nay phát triển sớm hơn 2 năm. Dậy thì sớm tạo cho trẻ một áp lực là phải hành xử như người lớn trước khi chúng sẵn sàng về mặt tình cảm hoặc nhận thức. Tại sao những người trẻ này lại làm việc đó? Theo khảo sát, trong vòng 20 năm nay, độ tuổi trung bình của thanh thiếu niên trong lần quan hệ tình dục đầu tiên ngày càng giảm. Hiện nay, độ tuổi đó đang là 16. Thế hệ thanh thiếu niên ngày nay, cả nam lẫn nữ, đã thổi tung trật tự vốn được thiết lập trong thế hệ của chúng ta. Trẻ thường có xu hướng nếm trải quan hệ tình dục bằng miệng trước khi giao hợp. Nhưng dù không quan hệ tình dục bằng miệng hoặc giao hợp, trẻ vẫn có một số hành vi liên quan đến tình dục. Theo báo cáo của Hội đồng Thông tin và Giáo dục Giới tính Hoa Kỳ, 73% trẻ em gái và 66% trẻ em trai ở độ tuổi 13 và thấp hơn đã từng được hôn. 20% trẻ em trai 13 tuổi đã từng chạm vào ngực của một người con gái. 25% trẻ em gái 13 tuổi đã từng bị chạm vào ngực. 23% trẻ em trai và 18% trẻ em gái ở độ tuổi 13 và thấp hơn đã từng vuốt ve bộ phận sinh dục của người khác. Là cha mẹ, chúng ta có nghĩa vụ bắt buộc phải dạy cho các con hiểu rõ về tầm quan trọng của quan hệ tình dục an toàn, cho dù chúng ta cảm thấy ra sao về hành vi tình dục của con. Không cung cấp đầy đủ thông tin cho con, nghĩa là chúng ta đang đặt con vào rủi ro. Chúng ta cũng phải dạy con về các yếu tố cơ bản của hoạt động tình dục an toàn, về mặt cảm xúc,
tức tình yêu, chính là nền tảng cốt lõi của hoạt động tình dục. Giá trị của mối quan hệ gắn bó đối với các thanh thiếu niên. Trong quá trình phát triển từ trẻ nhỏ sang thiếu niên, trẻ phải trải qua rất nhiều cấp độ phức tạp trong các mối quan hệ. Tại mỗi giai đoạn, trẻ mang theo mình các kỹ năng và bài học mà trẻ học được trong các giai đoạn trước đó. Không chỉ có vậy, trẻ còn mang theo mình cả những khát khao, dù được đáp ứng hay không, và phong cách sống mang tính xã hội của trẻ. Dù là do dự hay thành thạo, hoặc ở đâu đó khoảng giữa hai mức độ này. Ở mỗi giai đoạn, trẻ lại vận dụng các yếu tố này với những con người khác nhau. Harry Stack Sullivan lập biểu đồ về những thay đổi của vị trí ưu tiên trong các mối quan hệ của trẻ. Từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, Sullivan nói rằng khi trẻ sơ sinh, trẻ gắn bó mật thiết với người mẹ và trong giai đoạn ấu thơ đầu đời, tình cảm đó được dành cho các thành viên trong gia đình. Lên phổ thông cơ sở và trong giai đoạn thiếu niên đầu đời, sự gắn bó được chuyển dịch về phía bạn thân và bạn bè. Và sau cùng, ở giai đoạn cuối của tuổi thiếu niên, tình cảm này được trẻ dành trọn cho bạn trai, bạn gái. Việc thiết lập các mối quan hệ tình cảm này là trải nghiệm phát triển trung tâm của trẻ. Và trong thời niên thiếu, trẻ phát triển kỹ năng yêu. Cũng giống như tình bạn thời niên thiếu, tình yêu là nơi giúp trẻ thực hành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội, bao gồm kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải bày tâm sự và kỹ năng chia sẻ. Chia sẻ tức là nói về cảm xúc và suy nghĩ một cách cởi mở. Lòng trung thành tức là luôn gắn bó với các giá trị và quan điểm chung của hai bên. Nhà tâm lý học Willard Hartop bổ sung thêm một số đặc tính khác. Biết nhân nhượng, có trách nhiệm và bình đẳng. Tình yêu sẽ luôn tươi đẹp nếu các yếu tố này được cân bằng. Dù vậy, có thể sẽ không dễ dàng gì khi bạn nhìn cậu con trai hoặc cô con gái của mình phải lòng một ai đó. Bởi lúc này, bạn sẽ hồi tưởng lại những cảm xúc tình yêu thuở ban đầu của mình và cả những lần chia tay đẫm nước mắt. Đó cũng là thời điểm cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng con đang ngày càng rời xa gia đình để thiết lập mối quan hệ thân tình khác ở một nơi khác. Cha mẹ thường cảm thấy ghen tị với người yêu của con và họ thường không có cảm giác ghen tị tương tự với bạn thân của các con. Sự ghen tị có thể được thể hiện bằng hành vi ngăn chặn, không bao giờ cho phép trẻ ra ngoài hoặc nỗ lực ngầm phá hoại tình yêu của con. Nhưng các bậc phụ huynh nên ghi nhớ một điều, những cảm xúc tình yêu đầu đời sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chuyến hành trình của con trẻ đến với tuổi trưởng thành. Quan hệ tình cảm cũng có thể là một cơ hội để làm lại mọi việc, để bắt đầu một khởi đầu mới mẻ và đáp ứng các nhu cầu vốn chưa được đáp ứng trước đó, đặc biệt là về mặt tình cảm. Sự tiếp xúc thân thể, cảm giác được yêu thương và có giá trị, trao yêu thương cho người khác và yêu thương đó được chấp nhận. Có lẽ sẽ rất khó để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm lành mạnh nếu như các nhu cầu kia không được đáp ứng. Nhưng nếu tình yêu đơm hoa kết trái, đó có thể là một cơ hội thứ hai. Đối với rất nhiều cậu bé, có người yêu nghĩa là cuối cùng chúng cũng có thể trò chuyện với một người khác về cảm xúc của mình. Mâu thuẫn và thay đổi chính là đặc trưng trong mọi mối quan hệ của con người. Nhưng đối với người trẻ đang khổ sở đối mặt với tình yêu nghiêm túc đầu đời, sự thay đổi sẽ thực sự đáng sợ. Chuyện gì xảy ra với mối quan hệ gần gũi thời thanh thiếu niên khi các cặp đôi chuẩn bị phải chia xa? Trong giai đoạn cuối của thời kỳ thanh thiếu niên, sự gần gũi với bạn bè cùng giới sẽ giảm dần, trong khi tình cảm gần gũi với bạn khác giới và người yêu sẽ tăng dần. Nghiên cứu chỉ ra rằng các mối quan hệ tình yêu ổn định thường gắn liền với mối bất hòa ngày càng gia tăng trong tình bạn thân thiết. Người yêu luôn vượt mặt bạn thân để trở thành người thân thiết nhất và điều này có thể gây nhiều khó khăn. Ngay cả khi tình bạn đó bền lâu, tình bạn đó cũng khó có thể cạnh tranh với sự mãnh liệt của mối quan hệ tình cảm, bao gồm các cảm xúc về tình dục và yêu thương gắn bó. Tạo sự cân bằng giữa những đòi hỏi của tình yêu, gia đình, trường học, tình dục và tình bạn có thể quá sức đối với cả các thanh niên chín chắn nhất. Đôi lúc, tình yêu là thứ duy nhất cần được cân bằng. Từ trải nghiệm cay đắng, thanh thiếu niên học được rằng tình dục không thể được thực hiện như một trò chơi bình thường. Trên thực tế, tình dục chính là yếu tố khiến các thanh thiếu niên này phải tìm đến phương pháp trị liệu. Họ phát hiện ra rằng trái tim và cơ thể gắn kết với nhau.
Trái tim luôn nghe theo nhịp điệu của cơ thể, ngay cả khi bạn ra sức tách biệt chúng. Và trái tim có thể bị tan vỡ. Đối với nhiều thanh thiếu niên, trải nghiệm tình dục đau khổ, hoang mang hoặc đáng xấu hổ khiến trẻ muốn có mối quan hệ tình cảm trọn vẹn thay vì mối quan hệ khiến trẻ cảm thấy mình bị lợi dụng hoặc tình cảm đó quá bình thường. Trong quá trình tiến hành phương pháp trị liệu, tôi có gặp một cô gái mong muốn được còn nguyên vẹn lần đầu sau khi trải qua một tình yêu khiến cô không vừa ý. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng con trai và con gái đều mong muốn giữ gìn trọn vẹn cho một mối quan hệ tin cậy, bền lâu. Nhưng các thanh thiếu niên không biết và các chương trình truyền hình cũng như các video nhạc rock cũng không nói cho trẻ biết rằng quan hệ tình dục lành mạnh cần phải có sự gần gũi sâu sắc và sự trưởng thành chín muồi. Chúng ta cần phải giúp trẻ hiểu được rằng tình dục có ý nghĩa và sự phấn chấn sẽ chỉ được tìm thấy ở người bạn tình tận tâm, luôn luôn yêu thương. Và điều này được thể hiện rõ qua sự bình đẳng lẫn cởi mở trò chuyện với nhau. Chúng ta cần phải hướng dẫn những đứa trẻ mà chúng ta yêu thương đến với mối quan hệ đáng tin cậy và nhiều đam mê. Các mối quan hệ này sẽ khiến những người trưởng thành như chúng ta cảm thấy thật may mắn vì được sống trên đời. Qua phần trích vừa rồi, hy vọng các bạn đã hiểu được tinh thần và những giá trị mà cuốn sách sẽ mang lại. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng!